bữa là Quách Quang nè, rồi ca sĩ Tấn Phương này, rồi ca sĩ Giao Linh, rồi đi làm từ thiện với là cô Bạch Tuyết. Nói chung là đây có nhiều nghệ sĩ lắm, nghệ sĩ ca sĩ thì cũng nhiều, bác hoạt động trong lĩnh vực đó cũng nhiều. Giỏi vậy, giỏi quá rồi. Đúng rồi con, đúng rồi. Đó ơi, bây giờ cô chỉ xung lọc với một bên đó thôi. Nhìn mặt mệt quá rồi mà, nó phải 28 rồi chị đến 101. Những người ít ai đây? Đây. Cái này chữ T. Từ nãy giờ tôi đọc thêm, tôi thêm chữ rồi trước là tự nhảy nữa. Đó. Y vậy luôn á. Phải vậy không? Đúng không? Lắm không? Chào Đăng Cường, anh Henry luôn đồng hành với em trong chương trình Xem Bà TV. Thì hôm nay là gala Xem Bà TV của Xem Bà TV 2018. Thì em cảm xúc lần này tham gia như thế nào và có những lời chúc là vô thể tại như là khán giả luôn với em và cùng tham gia không? Tài của ai đây? Đi đâu? Còn ngồi chạy đến xa. Con nhìn chú Đăng Cường trước dùm con. Rồi ngồi trước mặt. Quay luôn. Rồi cho chữ chú luôn đi. Đây là Xem Bà Truyền từ Bi ha chị Hân. Nắm cơm. Cho chữ gì vậy con, nói chú nghe cái coi. Chữ gì? Vẽ xong biết. Đang suy nghĩ. Rồi chưa ra luôn. Chú là diễn viên hả? Ca sĩ Nam Cường. Rồi ha, cái chữ là bí mật ha. Rồi, chúc Nam Cường may mắn nha, được cái chữ tốt nha. Đây con. Chữ Đức cơ nhà. Chữ gì? Chữ đỏ. Từ. Chữ đó là chữ may mắn đó. Đó, Nam Cường là may mắn. Vẽ chữ qua mà. Có quyền mà. Đó, bây giờ nó ảnh thêm cái chữ màu đen lên nữa. Mà thêm chữ màu đen. Để coi cái chữ màu gì mới được. Để coi chữ gì. Đóng dấu. Đó. Không có qua được Việt Nam đâu. Chữ tâm. Em đâu có biết là giáo do mình đâu. Bình thường là bé biết là có lời bình rất là nhiều, nhưng mà giờ đăng quá biết không được. Chữ tâm, ví dụ như là một bạn hỏi đâu mà ai nói gì hả? Đó, giờ có người biết thì Con chứ. Bé đang học lớp 6. Học lớp 6 mà... Học lớp 6 nhưng mà bé đã học rất là tốt. Nên là điểm nào ông trên 8 ấy. Mới vừa thi xong hồi sáng này. Mới vừa thi xong hồi sáng luôn, mong cuối cùng luôn đó. Chị là mẹ của bé hả? Mẹ của bé, đây là ba của bé, đây là chị của bé, gia đình đi hết rồi. Vì sao mà bé nó có cái tài này, sao mình phát hiện ra được ấy? Thì nói chung bé là có tâm từ nhỏ kìa. Từ nhỏ là tới chùa là cứ thùng tỳ thủy nào bé cũng bỏ tiền vô hết. Nhưng mà có cái tâm từ nhỏ cho nên là nhiên là thích cái nghề này. Ngày đầu bé muốn làm đi viên cho những cái em bé hư hãm là bé biết là về đạp là sẽ cảm hóa được cái thứ mình đó. Vừa rồi là có một thầy ở bên Úc qua đó là chứng minh mấy là nhìn người là gần như là tuyệt đối. Nhìn người đúng. Mở rộng này bán có thương hiệu danh nhân, các danh nhân rồi là mời bán rất là nhiều. Nhưng mà không có thời gian đi luôn. Thấy bán hạp cũng sáng á, cho nên là cũng tạo điều kiện cho bán đi được thấp hơn. Không, hình dạng rất là ra đi. Thôi nếu vô dép thì gặp tạm dép được. Còn anh về ra dép thì ra cho vô trong đi nhớ kêu cãi vô đi cho cái bài này đi. Nghe. Ê, có con giấy không vậy? Dạ cái này về rồi. Tập số đi. Quá trời luôn, rất là hạnh phúc, rất nhiều.